Mới đây, nữ diễn viên Minh Khuê, người thủ vai Nhật Mai mẹ kế Duy trong phim đã có những chia sẻ xúc động khi chia tay bộ phim. Theo lời Minh Khuê, vai diễn của cô trong phim đã kết thúc. Nữ diễn viên cẩn thận tổng hợp những kỷ niệm đẹp trong quá trình ghi hình vào một video ngắn, đính kèm bài đăng. Đinh Tu đã bị Minh Khuê dìm thẳng tay trong video, khiến khổ chủ cũng bất lực lên tiếng. Cụ thể, Minh Khuê vừa chia sẻ một bài đăng dài trên trang cá nhân với nội dung tri ân đến những người đã làm nên thành công của bộ phim. Nữ diễn viên cẩn thận nhắc đến tên từng người để nói lời cảm ơn. Trong video, Minh Khuê đã tổng hợp nhiều khoảnh khắc đẹp mà mình đã trải qua trong quá trình quay phim. Đặc biệt, cảnh Đình Tú ngủ gật đã được cô chụp lại và đưa vào video. Ngay sau đó, Đình Tú nhân vật trong ảnh đã chụp màn hình và bình luận ngay dưới bài đăng của mẹ kế cùng một icon bất lực. Minh Khuê đã trả lời bình luận của bạn diễn và tiết lộ bản thân đã ém bức ảnh này rất lâu, đợi đến hết phim mới có cơ hội dìm. Bài đăng của Minh Khuê thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần công chúng đều dành sự tán thưởng cho sự thể hiện xuất sắc của nữ diễn viên trong phim. Về phần Đình Tú, khán giả đùa rằng nam diễn viên đã bị mẹ kế trả thù vì khoảnh khắc ngủ gật của mình. Họ còn dặn dò anh mày này đừng ngủ khi đồng đội còn thức nếu không muốn bị dìm như tình huống trên. Mời các bạn đón xem phần 2 tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.